Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì đối với Thai Stoppie hôm nay mình đã kiếm được 777.57 đô các bạn. Đó. Nếu mà ai chưa đăng ký Thai Stoppie thì các bạn hãy đăng ký nha. Thì mình để dưới mô tả video cách hướng dẫn á. Wishnet của mình là Pikachu nha các bạn, sử dụng cái mã giới thiệu nha. Mình các bạn nhìn thấy nó chạy chạy ra màn hình đó. Đó. Mỗi ngày các bạn nhớ điểm danh nha các bạn. Đó, các bạn thấy đối với Thai Stoppie rất là ngon đúng không các bạn? Nó chạy thường xuyên, các bạn ngủ cũng có tiền, mà các bạn làm bất cứ cái gì các bạn cứ để điện thoại như vậy là cũng có tiền. Các bạn tắt điện thoại nó cũng có tiền. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm cái app này nha. Và các bạn biết rằng là Thai Stoppie quý tư nó sẽ lên sàn nha. Tức là Mainnet nha các bạn, Mainnet nha. Cho nên là có nghĩa là khoảng tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2021 các bạn, 3 tháng cuối cùng của năm 2021 nha. Còn KIC là bắt đầu từ quý 2, tức là khoảng tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2021 nha các bạn. Và các bạn mỗi ngày nhớ điểm danh nha. Mình ở đây mình điểm danh rất là đều, không có sót ngày nào hết. Để tranh thủ cái mức rút của các bạn. Ở đây mình kiếm được 59.814 T rồi các bạn. Mức rút nè. Nếu mà các bạn điểm danh đầy đủ á, từ 1 đến 299 điểm á, các bạn sẽ rút được có 5.000 T một năm. Còn nếu các bạn điểm danh mà 300 thì các bạn được rút 10.000 T một năm. Mà với cái giá 0,013 thì các bạn chỉ được, nếu mà các bạn không có giới thiệu ai, các bạn sẽ được 130 đô một năm mà. Và cái hạn đào của bạn sẽ được tăng lên 850 ngày nha. Còn các bạn điểm danh là 101 cho đến 299 điểm á, thì các bạn chỉ có được đào là 730 ngày, tức là khoảng 2 năm các bạn. Cho nên là các bạn cần phải siêng năng điểm danh đều đặn tập thói quen điểm danh các bạn, còn nếu không thì bật bật báo thức á, để điểm danh nha, để các bạn tăng cái số điểm lên càng nhiều càng tốt. 500 thì các bạn sẽ được rút 50.000 T một năm và các bạn được đào 970 ngày. Rồi 700, các bạn điểm danh được 700 điểm thì các bạn sẽ được rút 100.000 T một năm và tăng thời gian đào lên là 1.090 ngày. Rồi từ 1.000 cái lên thì các bạn được rút vô tư luôn. Và cái hạn đào của bạn là 1.270 ngày nha. Rồi tăng lên nữa hơn 1.000 thì các bạn thấy là sẽ được cộng thêm 120 ngày nữa. Tức là càng tăng lên thì nó cứ cứ mỗi lần mà cộng 200 thì nó tăng lên các bạn, nó tăng lên 120 ngày nha. Chứ không có nhiều đâu các bạn, nó có giới hạn đàng hoàng á. Cho nên là các bạn cần phải điểm danh nhiều lên, thường xuyên nha các bạn. Ở đây mình điểm danh rất là đều, không có bỏ ngày nào luôn á. Và hiện giờ mình đã được 246 điểm. Tức là bỏ 100 điểm tặng thưởng thì mình đã điểm danh hết. Tức là mình đã chơi cái app là khoảng 73 ngày rồi các bạn. Đây, tháng 11 mình điểm danh đỏ hết á, không có sót một ngày nào luôn á. Tháng 10 cũng vậy. Mình tạo ngày 12 tháng 10 nha. Đến đây là rất là đỏ luôn á các bạn. Để mình tranh thủ cái điểm danh quan trọng lắm. Tại nó ảnh hưởng tới việc rút tiền các bạn. À, và hiện giờ các bạn thấy không, mình đã được 700. Rồi các bạn, 777.61 đô, số khá đẹp nha các bạn. À, mỗi ngày cứ để như vậy thôi, nó chạy thì có tiền thôi các bạn. À, cuối năm thì khi nào nó lên sàn thì mình rút ra mình bán thôi. À, đây các bạn thấy cái app Thai này sao, rồi rất là ngon luôn các bạn nha. Rồi các bạn ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký với cái mã Quicknet của mình là Pikachu nha. Các bạn thấy nó chạy chạy trên màn hình á. Và cái cách hướng dẫn đăng ký thì mình đã để dưới mô tả video. Cũng có cái video hướng dẫn cho các bạn xem kỹ thì thấy nha. Rồi, cũng nên cho vào các group Zalo của mình để mà được hướng dẫn sâu sắc hơn nha các bạn. Và nếu mà các bạn đăng ký thì đừng quên lưu cái mã Rabiki lên nha. Rồi, với lại hai nữa là các bạn cũng nên tham gia vào cái nhóm Telegram của HiStop đây nè các bạn. Nhóm chính nè, để chúng ta tìm hiểu thêm nhiều thông tin nha. Rồi, chúc các bạn kiếm được nhiều tê trong bất kỳ thời gian nào.
Dù làm hay không làm chúng ta vẫn có tiền. Rồi, chúc các bạn thành công. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình nha. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những video nào hấp dẫn hơn thì mình hoặc là các thông tin kiếm tiền khác thì mình sẽ up lên kênh YouTube nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.